Giá tiêu hôm nay 29 tháng 1 trong khoảng 80.000, 83.000 đồng 1 kg. Sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2024 dự báo giảm khoảng 1,1% tương đương 6.000 tấn. Brazil và Ấn Độ được dự báo tăng sản lượng trong năm 2024 tuy nhiên còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, trong khi giảm tại Việt Nam. Giá tiêu hôm nay giữ ổn định tại các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần trước giá tiêu tăng nhẹ 500 đồng 1 kg. Cũng trong tuần trước, giá tiêu các nước diễn biến trái chiều, trong đó Ấn Độ và Indonesia giảm. Theo Cộng đồng Hồ Tiêu Quốc tế, sản lượng của Brazil năm 2023 đạt 95.000 tấn, dự báo sản lượng hồ tiêu Brazil đạt 105.000 tấn trong năm 2024. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn khá sớm để dự báo sản lượng năm 2024 nếu vấn đề thời tiết tiếp tục tái diễn như năm 2023 sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mùa vụ 2024 như vùng Para đang bị khô hạn. Trong khi đó, sản lượng sản lượng hồ tiêu Indonesia năm 2023 đạt 65.000 tấn, giảm 7,1% so với năm 2022. Sản lượng tiêu trắng môn tốc cũng được dự báo giảm và đủ để tiêu dùng trong nước. Còn vụ tiêu 2024 tại Ấn Độ đang chuẩn bị thu hoạch. Theo ITC, sản lượng hồ tiêu Ấn Độ năm 2024 tăng khoảng 1,1% so với năm 2023 và đạt khoảng 88.000 tấn. ITC dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2024 giảm khoảng 1,1% tương đương 6.000 tấn. Brazil và Ấn Độ được dự báo tăng sản lượng trong năm 2024 tuy nhiên còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết trong khi giảm tại Việt Nam. Các quốc gia sản xuất khác có thể duy trì sản lượng tiêu với mức thay đổi không đáng kể. Thương mại hồ tiêu năm 2024 có thể tiếp tục chậm lại do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, lạm phát, giá được kỳ vọng khả quan hơn sau Tết nguyên đáng khi các thương lái Trung Quốc gia tăng sức mua trên thị trường nhất là thời điểm đầu quý 2 hàng năm. Thêm vào đó các thị trường khác cũng sẽ phải bắt đầu mua trở lại mặc dù kinh tế vẫn đang bị khủng hoảng, điều này có thể làm cho lượng hàng tồn cuối năm tiếp tục giảm. Cước tàu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn khi căng thẳng tại biển đỏ tiếp tục gia tăng, gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Thời điểm này còn khoảng 10 ngày nữa đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng giáp thìn, các nhà máy, cơ sở chế biến đã ngừng hoạt động. Vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2024 của Việt Nam đã bắt đầu tại một số huyện của tỉnh Đắk Nông cách đây một tháng, tuy nhiên lượng thu hoạch chủ yếu rải rác tại một số huyện và chưa nhiều. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ thu hoạch năm nay trễ hơn năm ngoái, dự kiến sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2024 ước đạt 170.000 tấn, giảm 10,5% so với năm 2023. Chuyên gia nhận định, Thị trường từ nay cho đến qua Tết Nguyên Đán không có nhiều biến động. Giá quanh mốc 80.000, 83.000 đồng một kg, không có khả năng lên mốc 85.000 đồng một kg vì thiếu yếu tố hỗ trợ. Tâm lý nông dân thận trọng sau nhiều vụ đại lý vỡ nợ vừa qua cùng với dự báo thiếu nguồn cung khiến lượng hàng thực tế giao dịch ít. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 83.000 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, Giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng 1 kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 82.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 82.500 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay 29 tháng 1 trong khoảng 76.500, 77.400 đồng 1 kg. Dù hai sàn nghỉ giao dịch ngày cuối tuần nhưng tình trạng khang hàng đẩy giá cà phê nội địa tiếp tục tăng. Giá cà phê robota mỗi tuần lại lập đỉnh cao mới. Từ đầu năm 2024, sàn London tăng tới 13%. Thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng so với cùng thời điểm hôm qua. Dù hai sàn nghỉ giao dịch ngày cuối tuần nhưng tình trạng khang hàng đẩy giá cà phê nội địa tiếp tục tăng. Tuần trước, cùng đà tăng của sàn London giá cà phê trong nước tăng hơn 4.000 đồng 1 kg. Hiện vượt 77.000 đồng 1 kg, chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, giá cà phê Robota mỗi tuần lại lập đỉnh cao mới. Từ đầu năm 2024, sàn London tăng tới 13% tính trên hiệu suất kinh doanh. Còn tính trong 52 tuần gần nhất, cà phê Robota tăng tới 66%, con số vượt ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia và cả các doanh nghiệp thu mua chuyên gia phân tích giá cà phê từ việt nam đang tăng cao do tuyến vận chuyển sang châu âu qua kênh đào suez và panama đều tắt nghẽn việc phải đi vòng hoặc chậm trễ làm giá cước đội lên cao tế vào giá hàng hóa khiến cà phê cứ thế bị đội lên sự chậm trễ cũng khiến tồn kho tại châu âu thấp đáng kể thế nên dù sàn london liên tục vào vùng mua quá mức thì giá vẫn tăng đều ở trong nước việc cà phê khang hàng do vụ trước thiếu hụt một số sản lượng thiếu hụt nên phải chờ sang niên vụ mới mới xuất khẩu được bên cạnh đó các nhà xuất khẩu sợ thiếu hàng như năm ngoái nên sẽ thu mua trữ chân hàng nhiều hơn điều này giúp giá cà phê tăng như thời gian qua nhận định về đà tăng cà phê thời gian tới khả năng tăng tiếp sẽ không cao vì giá này đã chạm ngưỡng bên cạnh đó hiện đang xảy ra xung đột ở biển đỏ khiến giá cước tàu vận chuyển tăng cao với giá cà phê hiện nay cộng với cước tàu mới thì đang trên lệch cao với kế hoạch mua hàng của các nhà rang say. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2024 tăng 18 đô la Mỹ một tấn, ở mức 3.269 đô la Mỹ một tấn, giao tháng 5 năm 2024 tăng 27 đô la Mỹ một tấn, ở mức 3.112 đô la Mỹ một tấn. Trên sàn New York, Giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2024 tăng 6,9 cent LB, ở mức 193,85 cent LB, giao tháng 5 năm 2024 tăng 5,75 cent LB, ở mức 189,45 cent LB. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 76.500 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Em Mờ Đắk Lắk. Giá cà phê hôm nay ở mức 77.100 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 77.000 đồng 1 kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 77.400 đồng 1 kg tại Gia Nghĩa và 77.300 đồng 1 kg ở Đắk Rơ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 77.000 đồng 1 kg, chư Prong ở Pleiku và La Cray cùng giá 76.900 đồng 1 kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 76.900 đồng 1 kg.